Đại sư từ khi đắc pháp tại Hoàng Mai đến lúc trở về làng Tào Hầu thuộc Thiểu Châu thì chẳng có ai hay biết. Một khi kia có người học nho tên là Lưu Chí Lược lấy lễ mà đãi ngài rất hậu. Chí Lược có một người cô làm tỳ kheo ni tên Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại sư nghe qua liền hiểu chỗ diệu nghĩa mới giảng cho cô ni nghe. Ni cầm quyển kinh lại hỏi chữ. Sư nói chữ thì ta không biết, vậy xin hỏi nghĩa. Cô ni nói chữ còn chẳng biết, há chi hiểu nghĩa. Sư nói cái diệu lý của chư Phật chẳng có quan thiết gì với văn tự. Cô ni hãi kinh và lấy làm lạ. Ni bèn giao khắp cho các bậc kỳ đức trong làng hay rằng đại sư là bậc đạo đức nên thỉnh về mà cúng dường. Khi ấy có Huyền Tôn, cháu bốn đời của Ngụy Võ Hầu tên là Tào Thúc Lương cùng các người cư dân tranh nhau đến làm lễ đại sư. Lúc bấy giờ chùa cũ Bảo Lâm đã bỏ hư vì bị nạn binh hỏa từ cuối nhà Tùy. Nơi chỗ nền cũ, các thiện tín hiệp nhau cất cảnh chùa lại rồi rước đại sư về trụ chẳng bao lâu thành một ngôi bảo phường giảng. Lục tổ đại sư sau khi đắc pháp môn dùng tâm ấn tâm nơi ngũ tổ Hoằng Nhẫn trở về thôn Tào Hầu ở huyện Khúc Giang, Thiểu Châu, Quảng Đông, tước chùa Nam Hoa. Không ai biết ngài là người truyền thừa y bát của ngũ tổ, đương thời có một nho sĩ, tức người đọc sách, là một vị học giả, đã từng làm quan, nay đã về hưu, tên gọi là Lưu Chí Lược. Ông ta rất thích nghiên cứu Phật Pháp, đối với lục tổ đại sư rất đặc biệt cung kính hộ trì. Chí Lược có một người cô xuất gia là Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng, ý là bảo tạng không cùng tận. Tỳ Kheo Ni này thường tụng niệm kinh Đại Niết Bàn. Lục tổ đại sư vừa nghe kinh Niết Bàn, liền biết ý nghĩa tối diệu trong kinh, liền vị vị Tỳ Kheo Ni này giải thuyết kinh văn. Vị Tỳ Kheo Ni cầm quyển kinh hỏi lục tổ đại sư vài chữ nào đó làm sao đọc. Đại khái cô cũng không hiểu bao nhiêu chữ, nhưng sự tu hành của cô thì không thể nghĩ bàn. Cô hành trì ngày ăn một bữa, thường ngồi không nằm. Vì lúc đó, đại sư đạo tín đề xướng người người tọa thiền. Gia đình cô rất giàu có nhưng cô giữ giới không giữ tiền, rất tinh tấn suốt ngày tụng kinh và nghiên cứu Phật Pháp không bao giờ giải đãi. Cho nên đến hôm nay, vị tỳ kheo ni này vẫn là chân thân, nhục thân bất hoại, lâm chung đoan tọa vãng sanh. Vãng sanh vài năm sau, thân thể của cô không có mùi hôi và cũng không có rữa nát. Là vì sư cô dụng công tu hành không có dâm dục tâm, cho nên nhục thân biến thành thân kim cang bất hoại. Cho đến hôm nay, tỳ kheo ni Vô Tận Tạng vẫn được tôn thờ trong một ngôi chùa ở Khúc Giang. Tên chùa tôi đã quên rồi, nhưng tôi thấy qua nhục thân của sư cô rất trang nghiêm. Lúc lục tổ đại sư ở chùa Nam Hoa, vị tỳ kheo ni này rất hộ trì lục tổ đi khắp nơi tuyên nói. Lục tổ Huệ Năng là vị kế thừa y bát chân chánh của ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Hoa đẹp nhất định phải có lá xanh tô điểm mới có thể hiện ra cái đẹp rực rỡ của hoa. Lục tổ đại sư tuy là vị tổ sư, nếu không có ai hộ trì ngài, nhất định sẽ bị thần tú và ngoại đạo đương thời giết hại. Bởi vì đệ tử của lục tổ đại sư và hộ pháp cư sĩ ủng hộ ngài, cho nên mới không có tai nạn. Lại nữa, lục tổ đại sư không thể tự mình nói, các ông biết không, tôi là vị tổ sư đời thứ 6, các ông này cần phải biết đến danh tiếng của tôi, ngài sẽ không nói như vậy. Lại nữa, pháp sư Ấn Tông ở chùa Quang Hiếu biết ngài là truyền nhân của ngũ tổ, lúc đó lại có luật sư Thông Ứng ở Kinh Châu dẫn vài trăm người đệ tử của ngài đến học Phật Pháp với lục tổ. Vài trăm người này mỗi người đều có đồng đạo và bà con bạn bè, đều thông chi họ đến thân cận lục tổ đại sư. Cho nên lúc đó pháp hội vô cùng hưng thạnh. Giờ ngọ trai mỗi ngày có khoảng 1.500 đến 2.000 người. Tỳ kheo ni Vô Tận Tạng cầm kinh hỏi lục tổ đại sư trước đó làm sao đọc. Lục tổ đại sư nói chữ tôi không biết, nhưng đại ý của kinh thì có thể giải nói. Tỳ kheo ni Vô Tận Tạng nói ngay chữ cũng không biết, ngài làm sao có thể hiểu được đại ý của kinh. Đại sư trả lời, diệu lý tâm pháp của chư Phật, tức pháp môn đốn giáo dùng tâm ấn tâm, không có liên hệ đến văn tự, bởi vì đây là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Pháp môn đốn giáo bất lập văn tự, cho nên biết chữ hay không cũng không quan trọng gì. Vị tỳ kheo ni này nghe lục tổ đại sư giảng như thế rất kinh ngạc, cảm thấy việc này không giống bình thường. Cho nên sư cô liền nói cho những vị trưởng giả có đạo đức danh vọng trong thôn Tào Hầu. Vị pháp sư này tuy không biết chữ, nhưng ngài là người đã đắc đạo khai ngộ, các ông cần phải phát tâm đến cúng dường.
Vì thế Tào Thúc Lương, cháu bốn đời của Ngụy Đế Tào Tháo, cùng với dân chúng trong làng đều tranh nhau đến chiêm ngưỡng lễ bái Lục Tổ Đại Sư. Lúc đó chỗ Nam Hoang núi Bảo Lâm vì cuối đời tùy chiến tranh binh hỏa liên miên, vì thế bị binh hỏa thiêu đốt thành một vùng hoang phế. Mọi người phát tâm đóng góp tiền bạc trùng tu xây dựng Phật tự, cung thỉnh Lục Tổ Đại Sư chủ trì. Không bao lâu chỗ này trở thành một khu đại tổng lâm. Sư ở chùa này hơn 9 tháng lại bị bọn ác nhân tìm theo. Sư bèn lánh mình ẩn trong núi phía trước chùa, thì bị bọn ấy phóng hỏa đốt rụi cỏ cây. Sư giáng sức chui vào kẹt đá nên mới thoát nạn. Nơi tảng đá nay còn giấu ngài ngồi kiết già và lằn vải áo, nhân đó mới gọi là tảng đá lánh nạn. Sư nhớ lại lời Ngũ Tổ dặn, nơi huyện Hoài Tập và Tứ Hội ngài mới ẩn, đi ẩn nơi hai xứ ấy. Giảng: quý vị nghĩ xem, ở Hoàng Mai lúc đó có mấy trăm người đuổi theo Lục Tổ Đại Sư đuổi đến Đại Du Lĩnh. Từ Hoàng Mai đến Đại Du Lĩnh cần phải chạy hơn 2 tháng trời. Nếu không có tâm muốn giết Lục Tổ, đuổi 1-2 ngày không kịp liền trở về. Nhưng mấy trăm người này đều không trở về. Có thể thấy đương thời họ rất xem trọng Y Bát, đều muốn đoạt Y Bát làm tổ sư. Nay Lục Tổ Đại Sư trụ ở đây đã hơn 9 tháng, đạo trường cũng đã xây dựng xong, lại bị những kẻ ác đồ đó tìm đến. Lục Tổ Đại Sư nghe nói ác đồ đã đến, vì ngài có thần thông, cho nên khi họ chưa đến, ngài liền ẩn núp ở trước núi. Nhưng đám ác đồ này của thần tú lại phóng hỏa đốt núi. Quý vị nghĩ xem, nếu họ đến không đông thì trong chùa có 1-2 ngàn người, làm sao để cho họ ngang nhiên đốt núi? May mà đại sư ẩn vào trong kẹp đá mới tránh khỏi nạn. Nay hòn đá vẫn còn dấu tích đại sư kiết già phu tọa và nếp y phục của ngài mặc vẫn còn. Đại khái Lục Tổ Đại Sư tận lực dụng công, cho nên hòn đá vẫn còn in những đường vân rất nhỏ. Chỗ này tôi cũng đã đến qua, cũng đã ngồi 1 tiếng đồng hồ, nhưng tôi không phải tị nạn mà là thử ngồi đó một chút mà thôi. Ngồi bên trong, người bên ngoài không nhìn thấy được, vì thế động này gọi là đá tị nạn. Lục Tổ Đại Sư nhớ lại lời dạy của Ngũ Tổ, gặp hoài thì ngừng, gặp hội thì ẩn. Vì thế Lục Tổ Đại Sư ẩn núp một thời gian, đến Hoài Hội Tân Châu tị nạn. Tăng Pháp Hải, người ở Khúc Giang thuộc tỉnh Thiểu Châu, ban sơ đến tham vấn Tổ Sư hỏi rằng: tức tâm tức Phật nghĩa là sao? Xin Đại Sư chỉ dạy. Sư nói: niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật, thành tất cả tướng tức tâm, ly tất cả tướng tức Phật. Nếu ta nói cho đủ thì cũng tiếp nói cũng chẳng hết, hãy nghe ta kể. Tức tâm là huệ, tức Phật là định, định huệ bình đẳng, ý tất thanh tịnh. Ngộ pháp môn này do ông tập tánh, dụng vốn không sanh, song tu là tránh. Giảng: Tăng Pháp Hải chính là vị pháp sư ghi chép Lục Tổ Đàn Kinh, cho nên trong phẩm cơ duyên tên ngài đứng đầu. Thiền sư Pháp Hải, tôi không dám nói ngài hay bậc nhất, nhưng lúc đó ngài nhất định cho rằng mình là đại đệ tử của Lục Tổ Đại Sư, cho nên viết mình đứng đầu. Tăng Pháp Hải là người Khúc Giang, Thiểu Châu, lúc đầu ngài đến tham bái Lục Tổ Đại Sư hỏi: cái gì gọi tức tâm tức Phật? Đạo lý này con không hiểu, kính mong Tổ Sư khai thị cho con. Lục Tổ Đại Sư nói: niệm trước không sanh tức là tâm, niệm sau không diệt tức là Phật, không sanh không diệt, đó là tức tâm tức Phật. Làm sao có thể thành tựu tất cả tướng? Đó là trong tâm thành tựu. Ông có thể thành tất cả tướng lại ly khai tất cả tướng, đó chính là Phật. Nếu tôi giải nói chi ly cặn kẽ thì mấy đại kiếp nói cũng không hết, lại nghe tôi vì ông thuyết bài kệ. Tức tâm là huệ, tức Phật là định, đó cũng gọi là định huệ. Tức tâm tức Phật cũng chính là tức định tức huệ. Định huệ tâm và Phật thì bình đẳng. Tâm chính là Phật, Phật chính là tâm, định chính là huệ, huệ chính là định. Định huệ chính là tâm và Phật, tâm và Phật chính là định huệ. Đây đều là nhất thể trong ý niệm của ông cần có tâm thanh tịnh. Nếu ông hiểu rõ pháp môn đốn giáo này thì sẽ minh bạch rằng không rời khỏi tâm mà có Phật, không rời khỏi Phật mà có tâm, cũng không phải rời khỏi định mà có huệ, cũng không phải rời khỏi huệ mà có định, tức định tức huệ, tức tâm tức Phật. Tại sao ông không hiểu rõ điều này? Vì ông nhiều kiếp, nhiều đời tập tánh chướng ngại, bổn lai diệu dụng thì không sanh không diệt, cho nên tu tâm là tu Phật chính là tu tâm, tu định là tu huệ là tu định, đó mới là chánh pháp. Pháp Hải nghe kệ rồi, liền đại ngộ.
Làm Kệ khen rằng: Tức tâm nguyên là Phật, chẳng ngộ mà tự khinh, con biết nhân định huệ, đồng tu lìa các vật. Rằng: Thiền sư Pháp Hải nghe lời khai thị của Lục Tổ Đại sư lập tức đại ngộ, cho nên ngài cũng dùng một bài kệ tán thán: Nguyên lai tâm này cũng chính là Phật, lúc không hiểu thì có hai, có tâm có Phật, nhưng vốn chỉ có một, lúc chưa hiểu thì càng làm càng sai. Con nay hiểu rõ nhân duyên định huệ rồi, tức là tu hai loại pháp môn này, cần phải lìa tất cả tướng. Vị tăng tên Pháp Đạt, người ở tỉnh Hồng Châu, xuất gia hồi 7 tuổi và thường tụng kinh Pháp Hoa. Một khi đến lễ làm tổ sư Pháp Đạt, cúi đầu không sát đất. Sư của lại mà cúi đầu không sát đất chi bằng đừng lại, trong lòng ngươi chắc có một Phật, ngươi chất chứa việc chi vậy? Pháp Đạt nói: Tôi đã niệm kinh Pháp Hoa đến 3.000 bộ rồi. Sư nói: Nếu ngươi niệm đến một muôn bộ, hiểu đặng ý kinh mà chẳng lấy đó gọi là hơn người thì mới cùng ta đi một con đường. Này người cậy lấy sự nghiệp ấy mà chẳng biết lỗi mình, hãy nghe ta kể. Lại vốn phá màn kiêu, đầu sao không sát đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước lớn thật. Rằng: Tăng Pháp Đạt, người Hồng Châu 7 tuổi xuất gia, Pháp Hải và Pháp Đạt đều đắc pháp yếu của Lục Tổ. Ngài thường tụng niệm kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến đảnh lễ Lục Tổ Đại sư, nhưng lúc cúi đầu mà đầu không sát đất. Lục Tổ Đại sư liền quở trách: Ông có tâm đảnh lễ thì nên hành ngũ thể đầu địa, nếu sở hành phi lễ thì chi bằng đừng lễ. Trong tâm ông nhất định có vật chướng ngại gây cản trở cho sự chứng đạo của ông. Ông thường ngày học những gì? Kỳ thực Lục Tổ Đại sư sớm biết Pháp Đạt có tâm cống cao. Pháp Đạt trả lời: Con thường ngày tụng kinh Pháp Hoa đã tụng hơn 3.000 bộ. Tụng một biến tức là một bộ, từ quyển thứ nhất đến quyển thứ bảy chấm dứt gọi là một biến. Tụng kinh Pháp Hoa nếu tụng nhanh một ngày chỉ có thể tụng một bộ. Một năm 365 ngày có thể tụng 365 bộ, 10 năm mới có thể tụng hơn 3.000 bộ. Thiền sư Pháp Đạt đại khái đã tụng khoảng 10 năm. Lục Tổ Đại sư nói: Nếu ông tụng đến một vạn bộ, lĩnh ngộ nghĩa lý trong kinh cũng không cho rằng có công, không nói công lao mình rất lớn, ông có thể như vậy thì có thể đến đây học Phật Pháp với tôi. Không phải mỗi người đều có thể theo Lục Tổ học Phật Pháp. Ông có chỗ chướng ngại, có chỗ chấp trước thì Lục Tổ sẽ không muốn ông. Giống như người đến đây học Phật Pháp, nếu không giữ gìn giới luật quy củ, tôi sẽ không hoan nghênh. Tôi hoan nghênh những người y giáo phụng hành, y theo lời Phật dạy tu hành. Lục Tổ Đại sư lại nói tiếp: Ông cho rằng ông tụng kinh Pháp Hoa rất nhiều, có công đức rất lớn. Ông lại không biết ông có tâm cống cao ngã mạn. Ông nghe tôi nói bài kệ đảnh lễ là vì trừ đi tâm cống cao ngã mạn. Tại sao đầu ông không lễ sát đất? Ông đã có ngã tướng, nói ông tụng kinh Pháp Hoa hơn 3.000 bộ, công đức lớn hơn bất cứ người nào, nói công đức tụng kinh của tôi đã vượt hơn tổ sư. Vì ông có ngã tướng, vì thế sanh ra tội ngã mạn. Nếu ông không chất chứa tâm công đức có cũng như không, tụng 3.000 bộ cũng giống như lúc ông chưa tụng, thì phước đức của ông sẽ vô lượng vô biên. Sư lại hỏi: Ngươi tên là gì? Đáp: Pháp Đạt. Sư nói: Ngươi tên Pháp Đạt, nào có Đạt Pháp? Sư lại nói kệ rằng: Ngươi tên là Pháp Đạt, xin tụng hoài không dứt, tụng rỗng chỉ theo tiếng, minh tâm mới gọi Phật. Người này bởi có duyên, ta mới nói chân Pháp, hễ tin Phật không lời, liên hoa miệng ngươi Pháp. Giảng. Tiếp theo đại sư lại hỏi: Ông tên gì? Đáp: Tên của con là Pháp Đạt. Lục Tổ Đại sư nói: Tên của ông rất hay, Pháp Đạt, Pháp Thông Đạt, nhưng ông đạt được cái Pháp nào? Ông nói ra xem. Lúc đó Pháp Đạt biến thành Pháp Không Đạt, mở miệng nói không ra lời, cũng không biết như thế nào mới đúng. Lục Tổ Đại sư lại nói một bài kệ: Tên của ông là Pháp Đạt, ông rất dụng công, rất tốt, không làm biếng, từ sáng đến tối tụng kinh Pháp Hoa, nhưng ông chỉ tụng rỗng mà chưa đắc được lợi ích. Hàng ngày chỉ y theo kinh văn tụng niệm, không hiểu rõ nghĩa lý trong kinh. Nếu ông tụng kinh Pháp Hoa mà có thể hiểu được nghĩa lý của kinh, có thể minh tâm kiến tánh, đó mới gọi là Bồ Tát. Ông và tôi rất có duyên, ông từ Hồng Châu xa xôi đến đây, điều đó không phải dễ, nên tôi nay vì ông thuyết, ông nên sanh tín tâm, tin Phật, không nói chi hết. Nếu ông có tín tâm, niệm kinh Pháp Hoa, không chỉ ở khẩu niệm thôi, thì Diệu Pháp Liên Hoa sẽ sanh tử trong miệng của ông.
Cho nên tụng kinh không phải tụng suông theo tiếng mà cần phải chân chánh hiểu rõ nghĩa lý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới được. Lục Tổ Đại Sư dạy Pháp Đạt chỉ tin Phật không lời, Liên Hoa từ miệng sanh. Quý vị cho rằng như thế nào, Đức Phật có lời hay không lời? Đức Phật thuyết pháp 49 năm, đàm kinh hơn 300 hội. Lúc Ngài sắp nhập Niết Bàn, tất cả đệ tử hỏi, Bạch Thế Tôn, Ngài nói nhiều kinh điển như thế, nay phải làm sao? Đức Phật nói, ta một chữ cũng không có thuyết. Ông nói, Đức Phật có phải vọng ngữ hay không? Không sai, kinh do Phật thuyết ra, mà tại sao Phật lại nói một chữ cũng không có thuyết? Lại nữa, Lục Tổ Đại Sư dạy người, chỉ tin Phật không lời. Nếu ông có lòng tin này, nên hoa sanh từ trong miệng ông. Lòng tin này không phải dễ sanh ra. Tôi nay sẽ nói với quý vị thế nào để chỉ tin Phật không lời. Vì bởi kinh điển, đạo lý Phật thuyết ra đều là trong tâm chúng sanh. Quý vị cũng biết thuyết, anh ta cũng biết thuyết. Mọi người vốn đầy đủ trí huệ này. Kinh điển Phật thuyết ra là vì chúng sanh mà thuyết, vì từ trong tâm chúng sanh phát xuất ra. Cho nên Phật thuyết mà không thuyết, đây là dạy quý vị không nên có chỗ chấp trước. Nếu quý vị có chỗ chấp trước thì biến thành pháp chấp. Vì thế Phật dạy người chớ có chấp trước, không nên chấp trước pháp, cũng không nên chấp trước không. Điều khó nhất chính là điểm này, dễ nhất cũng là điểm này. Xem quý vị biết hay không, biết rồi thì Phật không có thuyết, không biết vậy thì Phật thuyết quá nhiều. Hiểu không, Phật một lời cũng không thuyết, tại sao chúng ta từ sáng đến tối cần phải nói quá nhiều, đã giảng rồi lại giảng nữa, đã nói rồi lại nói nữa. Như vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Cho nên mọi người chúng ta không nên nói chuyện thì tốt hơn. Sau này có khách từ bên ngoài đến, chỉ cần một người trả lời, mọi người không nên mồm năm miệng 10. Nếu không người ta sẽ nói, các ông học Phật Pháp gì vậy? Phật đã không giảng thuyết, các ông lại nói quá nhiều. Ôi học Phật Pháp, càng học càng không hiểu Phật Pháp. Lại nữa, lúc chúng ta tụng kinh, nếu có khách bên ngoài đến cũng không thể ngừng lại, vì công phu tụng kinh quan trọng, cho nên ít nói chuyện, dụng công phu nhiều một chút. Sau này tôi cũng nên ít nói chuyện, chỉ trong lúc giảng kinh thuyết pháp và có việc quan trọng mới nói, làm gương cho quý vị. Gì là lúc giảng kinh? Mọi nơi, mọi lúc thuyết pháp đều là giảng kinh, cũng đều là không có giảng kinh, nói mà không nói. Quý vị nói, vậy thì tôi cũng có thể học nói mà không nói. Quý vị thì học mà chưa học, quý vị chưa có học xong, đợi học xong rồi hãy nói. Pháp Đạt nghe kệ rồi liền ăn năn xin lỗi thưa rằng, từ nay sắp sau còn giữ hạnh khiêm tốn cùng cung kính mọi người. Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu nghĩa, tâm thường có chỗ nghi. Hòa thượng có trí huệ quảng đại, xin Ngài lược giải nghĩa lý trong kinh. Sư nói, Pháp Đạt, Pháp rất thấu suốt, tại lòng người không thấu suốt. Kinh vốn không có chỗ nghi, tại lòng người tự nghi, gây niệm kinh ấy, lấy gì làm tông, căn bổn. Pháp Đạt bạch, kẻ học này căn tánh ám độn, bấy lâu nay chỉ theo chữ mà tụng niệm, đâu có biết tông thú của kinh là gì. Giảng Pháp Đạt nghe xong bài kệ này liền sám hối tạ tội nói, từ đây về sau con nhất định khiêm cung tất cả. Quá khứ đệ tử tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa chưa hiểu được nghĩa lý trong kinh, cho nên trong tâm thường hoài nghi. Trí huệ của hòa thượng rộng lớn, cuối mong vì con được nói ý nghĩa trong kinh. Lục Tổ Đại Sư nói, tên của ông là Pháp Đạt, pháp vốn phải thông đạt, đáng tiếc tâm của ông mê muội mà không đạt. Trong kinh vốn không có một chỗ có thể hoài nghi, mà là tâm của ông tự khởi hoài nghi. Ông tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa có biết tông thú của kinh không? Pháp Đạt trả lời, học nhân căn tánh ngu độn, chỉ theo kinh văn tụng niệm mà thôi, không biết được tông thú của kinh văn. Sư nói, ta không biết chữ, ngươi thử lấy kinh tụng một biến, ta giải nghĩa cho ngươi rõ. Pháp Đạt liền cất tiếng tụng lớn, đến phẩm thí dụ, sư bảo thôi và nói rằng, bộ kinh này nguyên lấy cái nhân xuất thế làm tông, dầu có nói bao nhiêu ví dụ cũng không vượt ngoài chỗ ấy. Nhân duyên gì? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ do cái nhân duyên về một việc lớn mà xuất hiện nơi thế gian. Việc lớn ấy là cái tri kiến Phật vậy. Giảng Lục Tổ Đại Sư nói, ông không biết chữ, tôi đem quyển kinh Pháp Hoa. Tôi không biết chữ, ông đem quyển kinh Pháp Hoa tụng một biến, tôi có thể vì ông giải nói. Pháp Đạt khi ấy liền to tiếng tụng đọc kinh Pháp Hoa. Khi đọc đến phẩm thí dụ thứ ba, Lục Tổ Đại Sư liền kêu Pháp Đạt ngừng lại và khai thị. Kinh này là Như Lai vì một đại sự nhân duyên xuất hiện giữa đời, đó là tông chỉ của kinh. Dù có rất nhiều ví dụ cũng không vượt qua đạo lý này. Là nhân duyên gì?
Kinh Pháp Hoa nói, tất cả chư Phật Thế Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Cái gì là một đại sự? Chính là tri kiến Phật vậy. Người thế gian ngoài mê thì dính tướng, trong mê thì dính không. Nếu nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Nếu hiểu rõ Pháp này, một điểm tâm mở sáng, ấy là mở cái tri kiến Phật. Phật đây nghĩa là giác ngộ, chia làm bốn môn. Một, khai giác tri kiến, mở cái biết, thấy giác ngộ. Hai, thị giác tri kiến, chỉ cái thấy biết giác ngộ. Ba, ngộ giác tri kiến, tỏ cái thấy biết giác ngộ. Bốn, nhập giác tri kiến vào cái thấy biết giác ngộ. Nếu nghe khai thị, mở chỉ của kinh mà đặng ngộ nhập tỏ vào, đó chính là giác tri kiến, cũng chính là chân tánh vốn có mà được xuất hiện. Giảng, người đời bên ngoài chấp tướng, bên trong chấp không. Nếu có thể nơi tướng ly khai tướng, nơi không rời không, đó chính là không chấp nơi không, không chấp nơi có, cũng chính là trong ngoài không mê. Không mê sẽ không chấp trước, không chấp trước thì không có mê. Nếu ông có thể hiểu rõ diệu pháp này, thì trong một niệm tâm có thể sáng suốt khai ngộ. Đây gọi là khai Phật tri kiến. Phật chính là giác, phân làm bốn môn. Chính là khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu ông nghe nghĩa lý của kinh mà ngộ nhập hiểu rõ, đó chính là giác tri kiến, cũng chính là chân như tự tánh vốn có hiển hiện ra. Người khá cẩn thận, chớ lầm hiểu ý kinh. Nghe trong kinh nói khai thị ngộ nhập mà cho đó là tri kiến của Phật, chớ chúng ta thì vô phần. Nếu hiểu như thế là chê kinh nhạo Phật. Ngài kia đã là Phật, đã đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai nữa. Người này phải tin rằng cái Phật tri kiến đó chỉ là tự tâm của ngươi, chớ chẳng có Phật nào khác. Cả thảy chúng sanh vì tự che lấp tánh quang minh của mình, tham ái trần cảnh, ngoài bị dính vương, trong bị rối rắm, nên đành phải chịu sự phiền não cuốn lôi. Bởi vậy mới nhọc lòng Đức Thế Tôn, Ngài phải xuất chánh định, dùng biết bao nhiêu lời lẽ mà khuyên chúng sanh dứt bỏ lòng tham ái, phải nơi tự tâm mà khai tri kiến Phật, chớ hướng ra ngoài mà tìm thì cùng Phật không khác. Thế cho nên gọi là khai Phật tri kiến. Giảng, ông không nên hiểu lầm ý của kinh. Nếu gặp người khác mà ông nói với họ như vậy, khai thị ngộ nhập là tri kiến của Phật, không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu ông có kiến giải như thế thì là hủy báng kinh điển, hủy báng Phật Pháp. Tại sao nói hủy báng Phật? Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật, đã đầy đủ tri kiến Phật, tại sao lại cần phải khai Phật tri kiến? Cho nên ông cần tin tưởng sâu sắc tri kiến Phật chính là tri kiến trong tâm ông. Khai Phật tri kiến chính là tâm của ông vốn là Phật. Muốn ông khai thị tri kiến Phật vốn sẵn có của ông, vì không có Phật nào khác. Tất cả chúng sanh đều che phủ quang minh của chính mình vì có tâm. Tham tâm, ái tâm. Tham thì có tham trần, ái thì có ái trần. Tham thì không được thanh tịnh, ái thì không được thanh tịnh. Tham ái trần cảnh nên phan duyên, níu vương bên ngoài. Ông phan duyên bên ngoài thì nội nhiễu, rối loạn bên trong. Nếu không có ngoại duyên thì không có nội nhiễu, ông sẽ được thanh tịnh. Bên ngoài không chỉ là phan duyên, mà là đủ mọi thứ níu vương của lục trần, lục căn, mắt tai mũi lưỡi, thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp. Vì ông phan duyên bên ngoài cho nên bên trong không an tịnh, liền tạo phàn. Điều này khiến tâm người không được an lạc, sanh ra mọi thứ phiền não. Tâm của ông làm nô dịch cho hình thể. Tâm vốn là ông chủ, nhưng nay trở thành kẻ nô lệ của thân thể. Cho nên làm nhọc lòng bao Đức Phật Thế Tôn từ trong định mà dạy. Dùng bao nhiêu phương pháp, phương tiện thiện xảo, hết lời khuyên bảo. Khuyên chúng sanh phải đình chỉ phan duyên, dứt sạch vọng tưởng, không nên rong ruổi bên ngoài tìm cầu. Nếu được như thế, thì cùng Phật không có gì sai khác. Cho nên nói khai Phật tri kiến. Ta cũng khuyên cả thầy chúng nhân, do trong tâm mình mà thường khai tri kiến Phật. Người thế gian vì lòng tà vạy ngu mê, tạo ra các tội lỗi, miệng lành, lòng dữ, ham giận, ghét ghen, xiểm định kiêu căng, lấn người hại vật. Ấy là mình khai tri kiến chúng sanh. Nếu giữ được lòng chân chánh, thường sanh trí huệ, xem xét tâm mình, làm lành, lánh dữ, thì tự mình tự khai tri kiến Phật vậy. Giảng, tôi cũng thường khuyên tất cả chúng sanh trong tâm của họ phải thường khai Phật tri kiến. Tâm người đời vì có tà tri và tâm ngu si mê hoặc cho nên tạo vô vàn ác nghiệp. Tuy miệng nói rất hay nhưng tâm lại xấu xa, nên nói khẩu Phật tâm xà. Miệng thì nói lời từ bi như Phật nhưng tâm lại ác độc như rắn.
Điều xấu nhất chính là tham sân tật đố, nịnh hót gian nịnh, tức không tránh trực, cống cao ngã mạn, làm hại người, tổn hại chúng sanh, tự mình khai ác nghiệp chúng sanh chi kiến. Nếu có thể hồi quang phản chiếu, tự tránh kỳ tâm, tự tánh thường sanh trí huệ, quan sát chiếu soi tự tâm, năng trừ ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, đó chính là tự khai Phật tri kiến. Người phải niệm niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ngươi chỉ nhọc nhằn chấp việc tụng niệm, làm công khóa thì nào khác con trâu đi mến cái đuôi của nó. Pháp Đạt nói, nếu vậy hiểu được nghĩa thì chẳng cần tụng kinh. Sư nói, kinh có lỗi gì, há có ngăn trở sự tụng niệm của ngươi đâu. Chỉ vì mê ngộ là tại nơi ngươi, tổn giảm hay lợi ích là do mình. Miệng tụng tâm hành tức là chuyển được kinh, còn miệng tụng mà tâm không hành tức là bị kinh truyền. Hãy nghe ta kệ: tâm mê pháp hoa truyền, tâm ngộ truyền pháp hoa, tụng lâu không rõ ý, cùng nghĩa kinh thành thù. Không niệm, niệm là tránh, có niệm, niệm là tà, có không đều chẳng chấp, hằng ngồi xe bạch ngưu. Giảng, Đục Tổ Đại Sư lại khai thị nói, trong mỗi niệm ông cần phải giữ gìn chánh niệm, giữ gìn thiện tâm, không nên có những tâm không chánh trực như tham sân tật đố, chướng ngại xiểm khúc, đó chính là khai Phật tri kiến, không nên khai chúng sanh tri kiến. Phật tri kiến đó là pháp xuất thế, khai chúng sanh tri kiến đó là pháp thế gian. Nếu ông từ sáng đến tối cực khổ tụng kinh Pháp Hoa mà chấp vào kinh Pháp Hoa cho đó là công khóa, thì có khác gì con trâu lì yêu mến cái đuôi của nó? Pháp Đạt trả lời, nếu như vậy thì chỉ cần hiểu rõ ý nghĩa của kinh thì không cần tụng kinh chăng? Lục Tổ Đại Sư giải thích, kinh có sai lầm gì, đâu có chướng ngại ông tụng kinh. Cần biết mê mờ, ngu muội và giác tánh đều ở nơi ông. Nếu đã mê mờ, ông tụng cũng không có công. Nếu đã khai ngộ tụng niệm thì càng thêm ích lợi. Đây có liên hệ gì đến kinh đâu. Nếu ông có thể miệng tụng kinh Pháp Hoa, tâm hành kinh Pháp Hoa, đó chính là chuyển pháp luân. Nếu chỉ miệng tụng kinh mà tâm không theo nghĩa lý của kinh tu hành, đó chính là bị kinh chuyển. Ông lắng nghe tôi vì ông nói bài kệ đây. Tâm ông nếu mê hoặc không sáng suốt thì bị pháp hoa chuyển, chuyển ông càng tụng niệm càng không hiểu rõ. Tâm ông nếu ngộ thì có thể chuyển diệu nghĩa của kinh Pháp Hoa. Ông tụng kinh Pháp Hoa công phu hơn 10 năm nhưng không hiểu rõ ý nghĩa của kinh thì giống như oan gia đối đầu với nghĩa lý kinh. Không có vọng niệm chính là chánh niệm, nhưng khi có tà niệm, có cống cao ngã mạn, cho rằng tôi tụng kinh có công đức thì trở thành tà. Không nên để ý nó có và không để ý nó không. Tụng niệm giống như không có niệm, không nên chấp trước. Nghe thế có vị lại nói, tụng niệm giống như không niệm, vậy không niệm chính là niệm rồi. Như vậy thì không thể được. Tại sao vậy? Vì quý vị vốn không có niệm, không hiểu nghĩa lý của kinh. Làm sao có thể giống như niệm? Niệm giống như không niệm là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Chính là ý nói không có chấp trước. Tóm lại, không nên xem nó có, cũng không nên xem nó không, đều không nên tính toán so đo, đó chính là mình thường hay ngồi trên xe trâu trắng lớn. Đó giống như người chế ngự, điều khiển xe vốn thanh tịnh vô lậu tương ưng, thể đầy đủ vạn đức, giống như xe trâu trắng lớn, phiền não không nhiễm. Pháp Đạt nghe kệ rồi bất giác rơi lệ đầm đìa, khi đại sư nói dứt lời, liền được đại ngộ và bạch rằng, Pháp Đạt từ xưa đến nay thật chưa từng chuyển pháp hoa mà bị pháp hoa chuyển. Lại bạch rằng, kinh nói các vị đại thanh văn cho đến Bồ Tát đều đem hết khả năng suy nghĩ, cùng chung nghĩ lường, cũng không thể nào đo được trí của Phật. Nay khiến kẻ phàm phu chỉ ngộ được tự tâm, liền gọi là tri kiến Phật, nếu tự họ chẳng phải là hàng thượng căn, ắt chưa khỏi nghi báng. Lại kinh nói ba xe, xe dê, xe nai, xe trâu cùng với xe trâu trắng khác nhau như thế nào, cúi xin hòa thượng rủ lòng từ khai thị cho. Giảng, Pháp Đạt sau khi nghe Lục Tổ Đại Sư nói xong bài kệ, bất trì bất giác rơi lệ rầm rề. Quý vị nghĩ xem Pháp Đạt vì sao khóc? Lúc trước Pháp Đạt không hiểu rõ thì không khóc, nay đã hiểu rõ rồi tại sao lại khóc? Pháp Đạt khóc không phải vì bị oan ức mà khóc, cũng không vì bị ai ăn hiếp áp bức. Cái khóc của Ngài Pháp Đạt là vì quá cảm kích vui mừng mà khóc, cho nên nói bất giác, không biết liền khóc lên. Chính vì Pháp Đạt nghĩ lúc trước
Sao ngu si thế, phí biết bao công, để tụng kinh Pháp Hoa một chút ích dụng cũng không có. Nay nhờ Lục Tổ đại sư giảng giải liền được hiểu rõ, cho nên quá cảm kích mà khóc. Giống như có bạn bè hay bà con, người nhà xa cách đã lâu, thình lình gặp nhau vốn rất vui mừng nhưng đột nhiên lại khóc, đó cũng giống tình cảnh này. Ngài Pháp Đạt vì đại ngộ cho nên khóc lên, thưa với Lục Tổ đại sư rằng: Pháp Đạt con từ trước đến nay chưa bao giờ chuyển kinh Pháp Hoa mà bị kinh Pháp Hoa chuyển. Lại bạch tiếp, kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một đoạn nói, giả sử người khắp thế gian đều như Xá Lợi Phất, đem hết khả năng suy nghĩ cùng chung đo lường cũng khuyên không thể nào đo được trí huệ của Phật. Tất cả đại đệ tử của Phật, Thanh Văn La Hán cho đến Đại Bồ Tát, nếu đem hết sự tư duy để đo lường đánh giá cũng không thể đo lường trí huệ của Phật. Nay đại sư khiến cho kẻ phàm phu bình thường chỉ cần ngộ tự tâm, đó là tri kiến Phật. Nếu không phải người thượng trí thiện căn thì không tránh khỏi khiến họ sanh tâm hủy báng. Lại nữa, kinh nói có ba xe, xe dê, xe nai và xe trâu trắng lớn. Ba xe này khác nhau như thế nào? Thỉnh Hòa Thượng phát tâm từ bi khai thị cho con.